chỗ cái ở cái sân bóng lại sẵn thế thì đâu tôi thuê sân có luôn. Tôi làm hệ gì là một tam gì đó làm cho cái đội trẻ con đấy con luôn cũng bọn có gì hết cả rồi cũng biết cả sắp đến nếu một trẻ không có phải đi gì đâu anh. Hôm qua là tương lai nhỉ, hôm qua là quá khứ. Hùng ấy tôi nói là hôm qua là quá khứ nhỉ. Rất chết rồi. Vâng, như vậy là hai đội có lẽ là đã sẵn sàng. Vâng, hôm qua là quá khứ và ngày mai là tương lai và hôm nay hiện tại chính là trận đấu này. Xin được nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng Liên Quân 919 và 2K3 về tham dự trận tứ kết thứ hai giải bóng đá đồng niên Thao Đô Cách lần thứ 17 mừng xuân Quý Mão năm 2023. Đến với sân bóng Hồ Cách Đông Tiến Yên Phong Bắc Ninh để đón xem trận tứ kết thứ hai, một cuộc đối đầu giữa các đội Liên Quân 919 và 2K3. Liên Quân 919 ra sân với trang phục quần đen áo cam với cầu thành số 1 Lâm Tây, cầu thủ số 8 đội trưởng Hoàng Bằng, số 9 Hoàn Trấy, số 10 Tổng TMT, số 2 Văn Dị, số 88 Hoàng Hồng và số 0 là Văn Thông. Bên phía cao thủ 2K3 họ ra sân với trang phục quần đen áo xanh loang với thủ thành Văn Tuấn, cầu thủ số 7 57 đội trưởng Công Quân, số 45 Long Nhật, số 15 Đại Phòng, số 19 Đức Duy, số 103 Công Long và số 8 là Tú Hữu. Như vậy ở một trận đấu này, các cầu thủ Liên Quân 919 này sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Cơ hội không vào. Đó là pha thoát xuống của Long Nhật. Ngay từ những giây đầu tiên của hiệp một trận đấu thì Long Nhật đã có cơ hội đối mặt với Lâm Tây. Nhưng Long Nhật đã không thể tận dụng thành công. Khá đáng tiếc. Long Nhật hơi rườm rà trong cái pha xử lý bóng. Theo như tôi quan sát lại trên sóng này thì Long Nhật hoàn toàn có thể thực hiện một pha đệm bóng cận thành luôn. Nhưng Long Nhật này thực hiện pha không chế bóng. Đối với cầu thủ Liên Quân 919 này, khi bước vào trận đấu này thì đã có những mạnh thường quân. Đó là đội trưởng Hoàng Bằng, Hoàng Long và Nguyễn Kiên của đội Liên 91. Mỗi người sẽ ủng hộ cho Liên Quân 919 này mà giành chiến thắng là 1.500.000 đồng. Tôi chỉ nói mỗi người 500, tổng là 1.500.000 đồng. Nếu như 919 này giành vượt qua được 2K3 trong trận tứ kết này. Hai K3 thì vẫn sử dụng một cái sơ đồ quen thuộc 2-3-1. Ở khu vực hậu vệ vẫn là cái tên Công Quân và cầu thủ Đức Duy tuyến trên. Không được, không phải như vậy. Đại Phong sẽ đóng vai trò hậu vệ dành cho các cầu thủ 2K3 trong trận đấu này. Chuyển cao nhất vẫn là cái tên Long Nhật và tuyến giữa đó là Đức Duy, Công Long và Tú Hiểu.
Còn đối với các cầu thủ Liên Quân 91 chiến này thì cái thế trận mà họ đưa ra khi mà hai hậu vệ vẫn là Hoàng Bằng, Văn Thông, người chơi cao nhất trên hàng công vẫn là cầu thủ số 88 Hoàng Long. Cuộc tuyến giữa sẽ là sự có mặt của Tổng TVT Hoàn Cháy và Văn Dị. Không phải như vậy là Văn Tông. Ngày hôm nay thì Văn Thông cũng đã chưa vào sân và đá tay cho vị trí của Văn Thông trong trận đấu này. Có lẽ là Tuấn Hùng. Liên Quân 91-9 này cũng là một đội bóng được đánh giá rất mạnh. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng thì 91-9 này đã vượt qua các cầu thủ 2K7 với tỷ số là 2-0. Thời cơ Long Nhật, bóng vẫn còn cơ hội. Long Nhật căng ngang, đường căng ngang của Long Nhật đã không có một cầu thủ nào áo xanh loàng băng cắt. 2K3 thì ở mùa giải lần trước vẫn là đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch. Mùa giải năm nay cũng vậy. Nhìn đối với đội bóng 2K3 cho tới thời điểm hiện tại thì mới chỉ có được một bàn thắng. Công Quân trong trận đấu này không thi đấu ở vị trí hậu vệ mà Công Quân thi đấu ở vị trí tuyến dương. Và Quang Huy, phối hợp đá biên nhanh. Đội bóng 2K3 cũng đang là đội bóng nhập cuộc chủ động hơn. Rõ ràng 2K3 được đánh giá là mạnh hơn. Tuy nhiên Liên Quân 91-92 cũng không phải là một đội bóng dễ chơi. 91-92 có kinh nghiệm, có những cầu thủ chất lượng ở khu vực tuyến giữa như Hoàn Cháy, như Tổng TMT. Và đặc biệt là sự có mặt của đội trưởng Hoàng Bằng sẽ án ngữ ở trước cầu môn khung thành của thủ thành Lâm Tây. Một thủ môn cũng đang chơi rất hay. Hoàn Cháy. Đối với cầu thủ 2K3 thì mọi vị trí của họ đều được luân chuyển. Khi thì Công Quân thi đấu vị trí hậu vệ cánh, khi thì Đại Phong, lúc thì Công Quân lên thi đấu tuyến giữa. Một cái thế trận xoay tua mà 2K3 đang tạo ra trước cầu thủ Liên Quân 91-9 này. Long Nhật qua người căng ngang không được. Nỗ lực căng ngang của Long Nhật đã mang về cho đội bóng 2K3 một tình huống đá phạt góc. Thi đấu như thế này có lẽ đúng quân chùa, hướng đi của quân chùa đang đúng. Đánh đầu, dứt điểm không vào. Đó là pha cản phá của Hoàng Bằng. Một tình huống cản phá, nếu như không có đôi chân của Hoàng Bằng thì rất có thể bàn thắng sẽ đến với lại các cầu thủ 2K3. Khi mà Lâm Tây đã bị khuất tầm nhìn trong pha bóng vừa rồi. Đối với các cầu thủ Liên Quân 91 này thì còn duy nhất một cầu thủ nữa thôi. Họ đăng ký với 8 cầu thủ cá dự bị. Bên ngoài sân thì chỉ còn Văn Thông. Công Quân, vẫn là Công Quân cơ hội. Đường truyền của Công Quân hướng tới vị trí của Long Nhật.
đúng là cái hàng công quá cồn của hai K3, một cú đá quá ẩu của Lâm Nhật. Bật vô lề trời giáng của Lâm Nhật. Tuy nhiên hàng cây ở đường sau gôn của Lâm Tây đã chờ sẵn. Hai K3 sở hữu những cầu thủ quá chất lượng. Đội hình của hai K3 có tới 6 cầu thủ thi đấu cho đội tuyển của thôn Âu Cách. Những Long Nhật, những Công Quân, những Đại Phong cũng đã từng tham gia giải bóng đá U2 Ngọ Xá và giải cái bảng Super League. Tuy nhiên trong mùa giải năm 2022 thì đội bóng của ông Bầu Đức Bến cũng như Thế Triển mang quân đi đánh xứ người đã trắng tay. Ở giải U22 Âu Cách thì giải U22 Ngọ Xá thì Âu Cách cũng chỉ thi đấu đến vòng 1/8 và giải kim bảng Super League cũng vậy. Sút xa không có gì khó khăn đối với Lâm Tây. Đã có 3 đội bóng, tôi xin lỗi, 4 đội bóng đã phải chia tay với giải đấu. Mà nốt trận đấu này thì có thêm một đội bóng nữa sẽ phải nói lời chia tay sớm. Và đi bóng của Công Quân. Có một điều đặc biệt trong trận đấu này, đó là Công Quân thi đấu vị trí tuyến dương, vị trí xá trường của Công Quân, đó là hậu vệ chốt. Nhưng đây cũng là một cầu thủ rất đa năng và có thể lực tốt. HK3 là một đội bóng rất đồng đều. Vẫn là Long Nhật. Công Quân không thể vượt qua được Tuấn Hùng. Phương Yên Giờ ghi bàn thử 1 lít. Phương Yên Giờ nó đá được. Anh cứ lòng ê. Tí Phương Yên Giờ vào sân thử 1 lít. Tí nó bảo xoay bảo mày tên là gì đấy thằng béo. Thằng cầu thủ béo của hai các bạn. Vàng Cô Lô Nhuê. Hoàng Cô Lô Nhuê, cái này là Hoàng Cô Lô Nhuê. Vàng Cô Lô Nhuê. Công Quân đã cướp bóng. Công Quân chân trái. Lại một cú đá nữa cho hàng cây. Nếu mà xét về mặt tuyến giữa của 2K3 và tuyến giữa của Đồng Niên 96 thì tôi đánh giá là mạnh nhất giải đấu. Tuy nhiên hàng công của 96 thì lại quá sắc lẹm. Còn hàng công của 2K3 thì Long Nhật không phải là vị trí xá trường thi đấu tiền đạo. Đi thi đấu ở các giải đấu lớn thì Long Nhật luôn luôn thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh. Và cầu thủ này luôn tạo ra được những pha xuống biển thần tốc. Và Long Nhật còn ghi bàn nhiều hơn là đá vị trí tiền đạo trong màu áo của 2K3. Các cầu thủ Liên Quân 91-92 thì đang bị cuốn vào lối chơi của 2K3 trong những phút vừa qua. Đứng trước bóng đang là đội trưởng Công Quân. Thủng đá phạt của Quân Con dành cho Đại Phong. Trước đó thì tiếng còi của trọng tài tuyển có quay đã vang lên. Ngày hôm nay cây còi vàng của bóng đá Âu Cách đó là tuyển có quay. Thì không phải giới thiệu nhiều. Tuyển có quay sẽ theo sát xuyên suốt giải đấu. Tất cả những trận đấu. Cơ hội không được. Khá đẹp khó bầu. Ano vào thành Lâm Tây. Đôi tay dài của Lâm Tây đã cho phép anh cản phá được tình huống bóng bồi hồi. Cú đánh đầu ở cơ ly cận thành. Vẫn là sự chắc chắn của Lâm Tây. Phạt bóng lên phải nói rất mạnh của Lâm Tây. Những cái pha phát bóng như vừa rồi mà bóng đi vào khung thành thì nó cũng gây ra khó khăn dành cho các thủ môn. Long Nhật. Long Nhật vào Tuấn Hùng sút.
không được. Vẫn là sự chắc chắn của đội trưởng Hoàng Mỏng. Thay người bên phía cao thủ Liên Quân, chiếm mất chiến đài, Văn Thông được tung vào sân để thay vào vị trí của Tuấn Lùng. Một hậu vệ sẽ được rút ra và thay vào đó là một hậu vệ có thiên hướng về tấn công. Nếu như Văn Thông được đưa vào sân thì Hoàng Mỏng có lẽ sẽ được đẩy lên chơi cao hơn để hỗ trợ cho Hoàn Cháy cũng như là Tùng TMT. Ngoài này thì bộ ba Hoàn Cháy, Tùng TMT và Hoàng Mỏng vẫn chưa thể tìm thấy nhau. Các cầu thủ 2K3 đang tạo ra một thế trận lấn lướt. Hoàn Cháy, đây sẽ là tình huống 2 đến ngay. Văn Thông, như vậy Văn vừa rồi đó là một tình huống tranh chấp bóng của Tùng TMT. Đúng như vậy, như tôi dự đoán thì Văn Thông được đưa vào sân và Hoàng Mỏng sẽ được thi đấu đẩy lên cao hơn. Đây sẽ là đường phản công cho các cầu thủ áo xanh loàng. Đức Duy đã không thể vượt qua được một cầu thủ áo cam. Trận đấu giữa Liên Quân 9-1 trên này và các cầu thủ 2K3 đánh đầu không vào. Pha đánh đầu vừa rồi đó là của Tùng TMT. Tuy nhiên cú đánh đầu của Tùng TMT bóng đá đi đúng vào vị trí của Tô Thành Văn Tuấn. Đá biên của Đại Phong. Rồi thì đội nào được? Hai đội đều được. Đang không nào. Vừa đá xong à? Một nửa thời gian của hiệp một trận tứ kết thứ hai đã trôi qua. Tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Cho tới thời điểm hiện tại khi mà các cầu thủ 2K3 thi đấu một thế trận lấn lướt, tuy nhiên hàng phòng ngự của Liên Quân 91-92 vẫn đang đứng vững. Tùng TMT khá nhanh, các cầu thủ 2K3 đã lấy lại được bóng. Đại Phong, vẫn là Đại Phong, đây là Đức Duy. Và quả người không thành công của Đức Duy, đó là tình huống tranh chấp tốt của Hoàn Cháy, đường chuyền của Hoàn Cháy dành cho Hoàng Long. Đức Duy, đường chuyền không dành cho ai của Đức Duy. Hoàn Cháy đã chủ động đá bóng ra ngoài. Vậy là một chiếc trà vàng mà trọng tài Tuyền Quang Quay đã rút ra để dành cho tiền đạo Hoàng Hồng bên phía Liên Quân 91-92. Một cầu thủ đang bị đau ở trên sân. Công Quân đang rất đau. Công Quân. Bên ngoài sân thì 2K3 vẫn còn rất nhiều những cái con bài tẩy khác như Phương Ri Rò, như Đang Ga Lách Bèo. Thế Vang nữa. Còn cả Thế Vang nữa, một ông vua đường bít, vị trí sở trường của Thế Vang đó là nhặt bóng. Tổng TMT, vẫn là Tổng TMT, được chuyền của Hoàn Cháy. Một lối đá
mà các cầu thủ Liên Quân 91 trên này tạo ra, đó là phòng ngự phản công quá rõ ràng. Cơ hội không được. Long Nhật cũng sẽ có một đóa hoa 50.000 do chính người chú của mình là Tuấn Anh trao tặng nếu như Long Nhật ghi được bàn thắng. Trận đấu nào thì Tuấn Anh cũng ra để cổ vũ cho người cháu cưng của mình. Bật rất cao đánh đầu pha bóng. Phản công. Đó là pha khống chế bóng của Công Long. Sau khi Công Quân và Đại Phong được rút về thi đấu vị trí hai hậu vệ cánh thì ngay lập tức những Đức Duy, những Công Long đã được đẩy lên. Đây là Long Nhật, pha xử lý của Long Nhật coi vẫn chưa về dứt điểm thành công. Một tình huống theo người rất sát của Văn Phong. Tú Hiểu, tình huống tranh chấp tốt của Tú Hiểu, đường chuyền rất nhanh, không được. Tình huống chuyền bóng cuối cùng của Đại Phòng đã không thể tới được vị trí dành cho Đức Duy. Đối với lại nền bóng đá Ô Cách, một đơn vị luôn tiên phong trong những giải đấu ở khu vực xã Đồng Tiến, khi mà giải bóng đá Đông Liên Ô Cách đã được tổ chức lần này, đó là lần thứ 17, cũng đồng nghĩa với việc bóng đá Ô Cách đã diễn ra được gần 20 năm rồi. Đó là giải Đông Liên. Còn những giải đấu khác thì có lẽ tôi chưa cập nhật được. Cách đây khoảng 2 năm về trước thì những giải Đông Liên vẫn được diễn ra trên sân bóng 9 người. Sau khi sân bóng mà chúng ta đang theo dõi được thành lập thì giải bóng đá Đông Liên Ô Cách đã rút xuống thi đấu với thể thức sân 7. Không có cơ hội dứt điểm dành cho câu lạc bộ màu da cam 91 chiến này. Ở vòng tứ kết thì chúng tôi cũng đã đưa ra nhận định của các cầu thủ Đông Liên 2K4 và Đông Liên 96 trong phần bảng tin nhận định của trận cầu tâm điểm. Chúng ta có thể vào fanpage bình luận viên Nguyễn Anh Hùng để theo dõi và hãy follow, thả like để ủng hộ cho đội ngũ truyền thông của chúng tôi. Nhu cầu của khán giả đòi hỏi càng ngày nghe một cao thì đội ngũ truyền thông của chúng tôi sẽ nghe một phải đổi mới và phát triển hơn thế nữa để phục vụ nhu cầu của quý vị khán giả. Và sự đồng hành của quý vị khán giả cũng là động lực để cho đội ngũ truyền thông của chúng tôi có được tinh thần và niềm tự tin mỗi khi sát cánh cùng quý vị khán giả chúng ta. Trở lại với diễn biến trận đấu, khi bây giờ đã là phút thứ 22 của hiệp một trận đấu tứ kết này giữa các đội Liên Quân 91 trên này, và tỷ số vẫn đang là 0-0. Bóng vẫn còn, Hoàn Cháy. Đường chuyền của Hoàn Cháy, coi không phải là một pha dứt điểm của đội trưởng Hoàng Mỏng. Trong năm 2020 thì Hoàn Cháy và Đức Bến đã cùng mang một màu áo thi đấu trong màu áo của Liên Quân 91-87. Đây là Long Nhật, tình huống cướp bóng rất nhanh của Long Nhật.
vẫn là Long Nhật chuyền bóng. Tuyến này không thể dứt điểm. Phạt góc cho các cầu thủ 2K3. Hai K3 cũng là một đội bóng rất yêu thể thao và luôn luôn có mặt ở sân bóng để theo dõi tất cả các trận đấu. Theo như tôi để ý thì tất cả các trận đấu đều có mặt của đội bóng 2K3. Trong trận đấu này, thậm chí 2K3 còn đến trước cả 2K7 và 2K6 để xem trận đấu giữa 2K6 và 2K7 thi đấu. Quên ăn luôn. Số bao nhiêu em ơi? Số bao nhiêu nhỉ? 10 à? Đánh đầu không được, phản công. Đó là pha cắt bóng của Công Quân. Thay người bên phía cao thủ 2K3 Phương Di Giờ sẽ được tung vào sân để thay cho Công Long. Một con Át Cơ đã được đưa vào sân và còn con Át Bích chủ bài nữa. Đó là Đang Galak Bill. Có lẽ cũng sẽ chuẩn bị được đưa vào sân. Một cái trận đấu này thì không có cơ hội để cho 2K3 giấu bài được nữa. Ở vòng bảng thì còn bảo giấu bài. Một sai lầm sẽ ngay lập tức tiến các cầu thủ 2K3 trở thành một khán giả cho giải đấu năm này. Nằm trong cái bảng đấu tử thần, đó là bảng A. 2K3 cũng đã có được 3 điểm và đã xếp thứ 3 sau các thủ 2K4. Chỉ có duy nhất 2K6 là đội bóng đứng đầu với 6 điểm. Cả 2K4 cũng chỉ có 3 điểm. Một cái bảng đấu mà chỉ duy nhất 9-6, tôi xin lỗi, 2K6 là đội bóng có được chiến thắng. Với một cái thế trận mà 2K1, tôi chỉ nói Liên Quân 91-92 tạo ra, thì chúng ta cũng có thể thấy tại sao đội bóng này lại xếp đầu bảng B. Chín đã xuất sắc đứng đầu bảng B với 7 điểm, 2 chiến thắng, 1 trận hòa trước các thủ 2K1. Và quá bất ngờ, đó là bàn thắng của Hoàng Chạy. Có lẽ là của Hoàng Chạy khi mà Hoàng Hồng đã chủ động bỏ bóng và nó đã tạo ra bất ngờ trước cầu môn vô thành của Văn Tuấn. Một miếng đánh, một tình huống đá phạt phải nói là rất có ý đồ. Ở trận đấu trước thì Hoàng Chạy cũng có được một bàn thắng vào lưới của thủ thành Văn Hòa bên phía cao thủ 2K7. Bây giờ thì thế trận đã được khai thông. Bàn thắng của Hoàng Trẻ được ghi ở phút thứ 26 của một trận đấu. Phương Di Giờ. Không phải, đây là Đức Duy. Cách biệt một bàn thì nó cũng không phải là quá khó khăn dành cho đội bóng 2K3. Lần đầu tiên là giải đấu năm nay các cầu thủ 2K3 để lọt lưới trước rất nguy hiểm. Vẫn là một cú vớt bóng từ rất xa của Hoàn Cháy. Hoàn Cháy đang có những phút thi đấu nối đồng. Hết một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1, Hoàn Cháy đã gần như tăng hình. Và trong những phút vừa qua thì Hoàn Cháy đã thể hiện được mình.
Một đội bóng thi đấu chủ động hơn, có nhiều cơ hội hơn, tuy nhiên lại đang bị dẫn trước. Với một cái lực lượng của Hai Cà Bà rõ ràng họ được đánh giá là mạnh hơn. Không được, tình huống khống chế không thành công của Đức Duy. Và thay người bên phía cầu thủ 2K3, Đức Duy sẽ được rút ra vào sân, đó là Đăng Khalek Bèo. Tiếp tục một sát thủ nữa được tung vào sân bên phía cầu thủ 2K3. Đánh đầu không được, không có một tình huống chạm đầu của đội bóng 2K3. Hai cầu một thì sẽ có một phút bù giờ cho hiệp một trận đấu này, một phút để cho các cầu thủ 2K3 tìm được bàn thắng san bằng tỷ số ngay trong hiệp một. 2K1 thì ngại gặp 2K3, còn Liên Quân 91-92 lại rất thích gặp 2K3, và 91-92 đã thi đấu nỗ lực ở trận đấu vòng bảng gặp 2K7 để đạt vị trí nhất bảng. Và hướng đi của đội trưởng Hoàng Bằng cùng đồng đội đang cho thấy dấu hiệu tích cực, khi mà Liên Quân 91-92 đang là đội bóng dẫn trước 2K3 với tỷ số là 1-0. Đưa vào không vào. Lâm Tây vẫn đang đứng vững. Cú đá cũng rất nhạy cảm. Tuy nhiên Lâm Tây đã kịp thời thi đấu tỉnh táo. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài Tuyển Cao Quay đã vang lên để thổi tiếng còi kết thúc một trận đấu giữa Liên Quân 91-92 và 2K3 trong khuôn khổ trận tứ kết này. Kết thúc một thì cao thủ Liên Quân 91-92 đang tạm dẫn trước 2K3 với tỷ số là 1-0 với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Hoan Cháy cho thời điểm hiện tại.
people tell you me I ain't alive. We shoot up in love in the sky. All of the babies in both in the fight. Working so hard, you won the prize. Got all the love in me, got all the shine. I see your lovers just looking me smile. Like your mama. Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn, chúng ta cùng trở lại với sân bóng Hồ Cạch để đón xem hiệp hai trận đấu tứ kết này giữa cao thủ 2K3 và Liên Quân 919 này. Kết thúc hiệp một thì các cao thủ Liên Quân 919 này đang tạm dẫn trước 2K3 với tỷ số là 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi cho tới thời điểm hiện tại là do công của Hoàng Cháy. Trong hiệp một thì 2K3 đã có được những cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên những chân sút của họ vẫn kém duyên trong khâu ghi bàn. Ở hiệp hai này thì các cầu thủ 2K3 cũng vừa có thêm sự thay đổi người khi mà Công Lòng đã được tung trở lại sân để thay vào vị trí của Phương Di Dở. Đứng trước bóng thì vẫn là Hoàn Cháy. Vẫn là tình huống đá thẳng của Hoàn Cháy. Bóng vẫn còn, đó là nỗ lực cứu bóng. Cơ hội không vào. Đó là Công Lòng. Rất nguy hiểm. Đó là quá nguy hiểm thì đúng hơn. Một cú đá ở góc quá hẹp của Công Lòng. Phản ánh đầu cản phá bóng của Công Quân. Bóng quá nhìn lỗi rồi.
Đây là Túng Lưu. Ai chả tiếc. Nổ cái gì? Sẽ có một tình huống đá phạt cho các thủ 2K3. 2K3 sẽ còn cả một hiệp hai để đảo ngược tình thế. Đứng trước bóng đang là Đại Phòng. Theo những thông tin mà tôi cập nhật được ở giải đấu lần trước thì 2K3 cũng vẫn thua chính đội Liên Quân 91-92. Liệu rằng 2K3 trong trận đấu này có phá được cái dứt đen đổi đó không? Hầu như 91-92 đều thi đấu một lối đá phòng ngự phản công. Rõ ràng trong hiệp 1 thì các cầu thủ áo xanh loàng là đội bóng cầm bóng khoảng 70%. Liên Quân 91-92 thực sự chỉ lên được bóng ở những phút cuối với một pha đá phạt xuất thần của Hoàn Cháy mà nó đã tạo ra được đột biến. Bây giờ sau khi mà Công Long được đưa vào sân thì cầu thủ này đã được đơn lên thi đấu của vị trí tiền đạo cả với Công Quân. Một cái thế trận tấn công quá rõ ràng mà Công Quân cùng đồng đội đang tạo ra trong hiệp 2 này. Đối với cái đội hình đầy chất lượng như của 2K3 thì không có gì là lạ lẫm. Nhưng mà 2K3 là đội bóng chắc chắn sẽ kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy nhiên Liên Quân 91-92 lại là đội bóng có được bàn thắng, điều mà 2K3 chưa làm được cho tới thời điểm hiện tại. Như tôi cũng đã đưa ra nhận định ngay từ đầu mùa giải rồi, hàng công của 2K3 không phải là quá xuất sắc. Tuy nhiên tuyến giữa của 2K3 và Đồng Nguyên 96 thì theo như cá nhân của bình luận viên Vũ Tiến đánh giá, tuyến giữa của 96 và 2K3 là mạnh nhất giải. Nhưng 96 lại có được một sát thủ vòng cấm, đó là Trương Nguyễn. Một cầu thủ rất nhanh và cũng đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn. Sau 2 lượt trận ở vòng bảng, một cú hat-trick và một cú đúp. Bây giờ thì Long Nhật sẽ được đưa về thi đấu ở vị trí sở trường của mình, đó là vị trí tiền vệ trung tâm. Thế mạnh của Long Nhật đó là những pha đột phá sọc thẳng vào trung lộ. Công Quân, đây chắc là thời cơ. Lại là Công Quân. Pha xử lý của Công Quân rất khó để tạo ra được một khoảng trống trước cầu môn khung thành của Lâm Tây, khi mà các cầu thủ áo cam đang thi đấu với sơ đồ quá dày với 4 hậu vệ. Bây giờ hiệp 1 thì Liên Quân 91-92 thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ, 2 tiền vệ và 1 tiền đạo. Sau khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, đội bóng áo vàng cằm đang thi đấu với 4 hậu vệ. Điều này cho thấy sự chắc chắn cho hàng thủ của Liên Quân 91-92. Một bàn thắng thì nó chưa thể nói trước được điều gì. Đối với một cái thế trận như thế này, 2K3 hoàn toàn có thể làm được hơn thế. Trong những phút tiếp theo, có lẽ chúng ta sẽ được thấy những tình huống tấn công tổng lực của 2K3. Tú Hiểu, khoảng trống ở tuyến giữa dành cho cao thủ 2K3 là rất thoáng. Tuy nhiên khi vào đến vòng cấm thì nó là vô cùng chật hẹp. Bây giờ thậm chí cả Tổng TNT cũng như Hoàn Trẻ cũng lùi về để hỗ trợ phòng ngự.
chỉ có duy nhất Hoàng Long là thi đấu ở vị trí cao nhất. Hoàng Long cũng chỉ ở khu vực giữa sân thôi, chứ không phải là thi đấu trên tiền đạo cắm. Hoàng Long và Công Quân. Công Quân, và xử lý của Công Quân rất mềm mại. Đường chuyền. Tú Yêu. Long Nhật. Đại Phong. Không hề có tiếng gọi trọng tài, trận đấu vẫn được tiếp tục. Được đưa bóng lên. Không hề có tiếng gọi, trận đấu vẫn được tiếp tục. Nếu như đội bóng nào mà tự ý dừng lại, đội bóng đó sẽ thiệt thòi. Thành công! Không vào! Như vậy là trọng tài tuyển quốc quê sẽ tham khảo công nghệ vào. Một tình huống rất nhạy cảm. Em không cần bấm nhưng cũng cho xem lại được. Nong luôn một cái nôi. Ngạt này. Ai bạn em? Văn Dị. Rồi. Anh người Tuấn Lùng sẽ được đưa vào sân. Liên Quân 9492 sẽ thay người Tuấn Lùng tung vào sân để thay cho Văn Dị. Và một chiếc thẻ vàng trọng tài tuyển quốc quay đã rút ra dành cho Văn Tùng. Sẽ là một tình huống phạm lỗi ngay sát vạch 6m50. Như vậy vòng cấm của chúng ta là 8m50. Đứng trước bóng lúc này đang là Long Nhật, Đại Phong. Một tình huống nó vô cùng nhạy cảm và bóng ở bên ngoài. Đây cũng là một cơ hội rất rõ ràng để cho 2K3 có thể đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Góc chuột là rất rộng và hàng rào của Liên Quân 9192 cũng đang thiết lập rất chặt chẽ với 4 dòng. Sút bóng không được, không thể vượt qua hàng rào Long Nhật. Sóng gió đã trôi qua khoảng 10 phút thời gian thi đấu của hiệp bài trận tứ kết này giữa Liên Quân 9192 và 2K3 đã trôi qua. Và tỷ số lúc này thì vẫn đang là 1-0 tạm nghiêng về cao thủ Liên Quân. Phạt góc. Vòng ngày mai thì cũng sẽ diễn ra hai trận đấu rất hay. Đánh đầu không vào, đó là pha chạm đầu của Hoàng Long. Thiếu chút nữa để cao thủ 2K3 phải nhận một đòn cứa chí mạng của cao thủ 919 này. Một tình huống đánh đầu ngược. Tấn công nhiều nếu như không ghi được bàn thắng thì trong bóng đá nó luôn luôn phải nhận những trái đắng. Đây là Hoàn Trí. Hoàn Trí rất khỏe.
chúng ta đã tìm ra được một tấm vé đầu tiên và chơi vòng bán kết. Trọng tài Tuyến Bao Que cũng đã vừa có những lời nhắc nhở đối với Hoàng Long. Một tấm vé đầu tiên đã vào lọt vào bán kết. Đó là các cầu thủ 2K6 sút xa không được. Nếu như đội bóng nào giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ có cuộc đối đầu với một trong hai đội bóng là 2K1 hoặc 99. Hai đội bóng được đánh giá là xương sầu nhất giải đấu. Long Nhật, pha xử lý của Long Nhật đột phá không được, đã có tình huống phạm lỗi. Thời gian thì vẫn còn đủ để cho các cầu thủ 2K3 tạo ra được bất ngờ. Đứng trước bóng lúc này đang là đội trưởng Công Quân. Công Quân sút, cú đá tuyến này không thành công. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của cầu thủ 2K3. Có lẽ các cầu thủ 2K3 cần phải bình tĩnh hơn để tạo ra được những cái miếng đánh tấn công đa dạng hơn. Khi mà lối đá của 2K3 vẫn chỉ là những tình huống ban truyền ở khu vực tuyến giữa. Liên quân 91-92 thì họ thi đấu rất thực dụng. Chỉ duy nhất Hoàng Long được cắm ở trên. Và mỗi khi có bóng thì mặc định 91-92 phá bóng lên trên. Sau đó Hoàng Long sẽ chấp thời cơ. Một cái thế trận bắt buộc các cầu thủ áo xanh loàng phải dâng cao. Vậy biên dành cho 91-9 này. Hoàn Cháy cùng với Tùng TMT thì đang cố gắng giữ nhịp trận đấu. Làm sao mức độ chậm nhất và quyền đá biên sẽ thuộc về các cầu thủ 2K3. Sẽ có phạt góc cho 2K3. Cần phải chất chiêu hơn những cái cơ hội cố định khá quyết liệt. Hoàn Cháy cũng là một cầu thủ quá kinh nghiệm. Những Hoàn Cháy, những Hoàng Bằng, những Tùng TMT biết sẽ phải làm, mình sẽ phải làm những gì. Hoàng Long đường vào, đá phạt. Cả Hoàn Cháy, cả tôi xin lỗi, cả Hoàng Bằng, Hoàng Long và Nguyễn Kiên của 91, mỗi người sẽ trao tặng 500.000 đồng cho Liên Quân 91-92 nếu như giành chiến thắng trong trận đấu này. Đánh đầu không được, đó là pha bật cao đánh đầu của Tùng TMT. Nếu như để cho cao thủ Liên Quân 91-92 mà ghi được thêm một bàn thắng nữa thì nó sẽ là quá khó dành cho các thủ 2K3. Hoàng Long, Hoàng Long và Công Quân. Không phải, nỗ lực không thành công của Công Quân. Công Quân cũng là một cầu thủ thi đấu rất nhiệt.
Đối với cầu thủ áo cằm thì họ đang thi đấu một lối đá quá khó chịu dành cho 2K3. Phút thứ 47 của hiệp 2 trận đấu. Tôi xin lỗi, phút thứ 17 của hiệp 2 trận đấu. Và tỷ số vẫn đang là 1-0. Ngày mai thì cũng sẽ diễn ra hai cặp đấu tứ kết rất hay. Một cuộc đối đầu giữa 2K4 và 96 sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ. Và trận đấu tiếp theo là một cuộc chạm trán của 2K1 và 99. Một cái cuộc chạm trán mà Quân Chùa đã tính toán trước, mong muốn được gặp 99. Cách biệt chỉ duy nhất là một bàn. 2K3 với một cái đội hình như này hoàn toàn có thể áp đặt lối chơi. Cú đá với lực đi rất tốt của Hoàng Bằng. Tuy nhiên đó chỉ là một tình huống đá biên, không phải là một pha đá phạt. Không hề có tiếng còi. Hoàn cháy. Đúng như vậy. Có bóng lên chân là các cầu thủ Liên Quân 91 trên này. Phá. Không cần biết nó sẽ đi đến đâu. Đại Phong, đường chuyền của Đại Phong. Xử lý không thành công của Tú Hiếu. Khá nguy hiểm và thay người. Bên phía cao thủ 2K3, Tú Hiếu sẽ rút ra vào sân. Lập Phương di dở. Nếu Phương di dở mà ghi được bàn thắng thì Văn Vang có một đó hòa trị giá 100.000 để trao tặng cho cầu thủ này. Văn Vang. Chứ nói Văn Vang. Thế Vang. Hoàng Long. Một mình Hoàng Long cũng đang làm khó khăn cho hàng hậu vệ bên phía cao thủ 2K3. Vẫn một cái miếng đánh khá bế tắc của 2K3. Bây giờ thì một mình Công Quân đã lùi về. Và toàn bộ cao thủ 2K3 đã được dâng cao. Không được. Đại Phong, đường chuyền của Đại Phong. Như vậy là biên dành cho cao thủ 9m như này. Dường như toàn bộ cao thủ của 91 trên này cũng đã lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Đối với các cầu thủ 2K3 thì những miếng đánh của 2K3 cần phải đa dạng hơn. Long Nhật pha lên bóng của Long Nhật. Lại là Long Nhật. Quá khó để tìm ra được một khoảng trống. Cơ hội. Rất xương xẩu.
gần như toàn bộ các cầu thủ 2K3 đã dâng cao. Rất nguy hiểm, coi không bầu. Bóng đã nằm gọn trong tay của Lâm Tẩy. Không hiểu tại sao có mỗi khi gặp 2K3 thì 91 trên 2 lại thi đấu xuất thần. Nhiệm của bộ ghi bàn của 91 trên 2 nó không phải là một vấn đề quá tối ưu. 91 trên 2 đang thi đấu một lối đá phòng ngự tổng lực. Khi mà những tiền vệ của 2K3 vẫn chưa tìm được ra khoảng trống, những tình huống bóng bổng thì vẫn đang bị những Tùng Tê và Tê, những Văn Thông, những Hoan Trẻ bắt bài. Một cái lối đá với 4 hậu vệ của 91 trên này. Hoàng Long, Quang ơi, không được. Như vậy là ném bóng lên cho 2K3. Rất khẩn trương, Quân Con. Đường mở cánh của Quân Con cho Đại Phong. Đại Phong, đường chuyền không tới được vị trí của Long Nhật. Vẫn là Nguyễn Lâm Miên. Quá nơi, Đại Phong. Phương Di Dơ. Vẫn là Phương Di Dơ. Đại Phong. Căng ngang, không được. Mỗi khi cứ bắt được bóng là Lâm Tây mặc định là cứ đá lên, không cần biết nó sẽ đi đến đâu. Đá thật mạnh lên. Lâm Nhật cũng đã lùi về rất sâu để lấy bóng. Những sự hoán đổi vị trí của cao thủ. Cơ hội cho Đại Phong. Không thể thực hiện một pha dứt điểm liền khi mà không thành của Lâm Tây đã bỏ trống. Những phong gió, những Lâm Nhật, những công quân vẫn chưa thể tạo ra được đột biến. Tính về lợi thế thì 2K3 còn lợi thế hơn rất nhiều so với các cầu thủ liên quân 91 trên này. Nhưng mà 2K3 được nghỉ nhiều hơn 91 trên này. 91 trên này mới chỉ được nghỉ một ngày. Đá biên. Vẫn là những sự chắc chắn của hàng phòng ngự bên phía cao thủ 91 trên này. Đối với Công Quân, những pha bóng như vừa rồi thì Công Quân biết mình sẽ phải làm những gì. Công Quân là cũng là một hậu vệ rất dày dặn kinh nghiệm, mặc dù ở tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Cơ hội và xử lý của Long Nhật, sút xa không được. Cú đá bằng chân trái không thành công của Long Nhật. Mỗi khi Long Nhật có bóng thì có tới 2-3 cầu thủ áo vàng áp sát. Sẽ có không được, đó là pha xử lý của Tuấn Hùng. Sẽ có tình huống đá biên. Và các cầu thủ liên quân 91 trên này sẽ chuẩn bị có sự thay đổi người. Thay người bên phía 91 trên này, Văn Dệ được đưa vào sân để thay vào vị trí của Tuấn Hùng.
Cách biệt chỉ là duy nhất một bàn. Ở trận đấu vòng bảng thì Liên Quân 91 này cũng đã vượt qua 2K5 với tỷ số 1-0. Và phối hợp giữa Long Nhật và Công Quân. Cơ hội là vẫn còn cho các cầu thủ 2K3. Hãy cố gắng lên. Khi mà tiếng còi trọng tài chưa thổi tiếng còi mãn cuộc. Cơ hội tổng tên vào tay. Không được. Lỗi của Hoàng Long. Trong những phút tiếp theo, không biết rằng các cầu thủ 2K3 có thi đấu 3 play không. Đối với sân bóng mặt sân đất nện, sân cỏ tự nhiên thì thế ba play nó rất khó, nó không như mặt sân nhân tạo. Một bàn thắng nó không phải là một vấn đề quá lớn dành cho 2K3, tuy nhiên thời gian thì nó không còn nhiều. Nhưng mà đồng hồ đã trôi qua phút 59 rồi. Bóng vẫn còn. Chúng ta có thể thấy được sự chắc chắn của hàng phòng ngự bên phía cao thủ Liên Quân 91 trên này. Cơ hội không có khoảng trống về dứt điểm. Long Nhật cũng đá có Long Nhật. Một hàng hậu vệ phải nói là quá chắc chắn của Liên Quân 91 này trong cuộc đối đầu này. Một lối đá phòng ngự đã lên ngôi và đang có lợi thế rất lớn để có được tấm vé vào chơi vòng bán kết. Nếu như giành chiến thắng sẽ có 4 phút bù giờ cho hiệp 3 trận đấu này. Phạt góc. Bắt buộc các cầu thủ 2K3 phải thi đấu tất tay. Thua 1-0 cho đến 10-0 thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu như giành chiến thắng thì các cầu thủ không vào. Quá nguy hiểm. Phạt bóng quá tốt của Lâm Tây. Bóng đi cao và theo cái chiều hướng cầu âu. Đại Phong. Đây là miếng đánh biên. Long Nhật quá nguy, đường chuyền. Cơi không vào. Một pha xuống biên phải nói là rất có ý đồ của các cầu thủ 2K3. Một tình huống đấm bóng an toàn của đội Anh Văn Tuấn. Hai K3 đã áp đặt được lối chơi trong xuyên suốt thời gian hiệp một. Vô như vậy đó là Hoàng Long đã có được bàn thắng thứ hai. Hoàng Long đã tạo ra một vết cứa chí mạng dành cho các cầu thủ 2K3. Cú đá của Hoàng Long là rất nhẹ nhàng và tình cảm, đó là một cú đệm lòng, tuy nhiên nó lại gieo một cái nỗi sầu vô hạn dành cho tất cả các cầu thủ cổ động viên của 2K3. 2-0.
Liệu có được phản công cho các thủ 2K3 không? 203 gỡ hòa bàn thắng thế vang thưởng 1 triệu anh em đọc luôn. Một cái thế trận quá khó khăn dành cho 2K3. 2K3 vẫn không thể phá được cái dứt mà Liên Quân 91 chiến này tạo ra. Đưa vào không được. Hai K ba là một tập thể rất đồng đều. Tuy nhiên hai K ba đã không thể tạo ra được một thế trận. Những chân sút của họ vẫn chưa thể giành chiến thắng một lần trong trận đấu này trước cầu môn khung thành Lâm Tây. Đại Phong, Long Nhật. Đây là Quân Con, đường truyền của Quân Con cho Long Nhật. Cơ hội không thể tạo ra một cú dứt điểm tốt. Quân Con biên dành cho 2K3. Thay người bên phía cao thủ Liên Quân, Tuấn Hùng vào thay Hoàng Long. Một cái sự thay đổi mang cái tính chất chiến thuật. Quân Con những nỗ lực không biết mệt mỏi của cao thủ 2K3 vẫn chưa thể mang lại hiệu quả. Sút xa có lẽ đã hết. Đúng là như vậy. Tiếng còi của trọng tài Trương Tuyển đã vang lên để thổi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa cao thủ Liên Quân 91-92 và 2K3. 91-92 đã là đội bóng bản lĩnh hơn, đã giành chiến thắng trước 2K3 với tỷ số là 2-0. Thank you.